Sau khi chiếm xong 6 tỉnh Nam Kỳ năm 1868, thực dân Pháp cho xây dựng một dinh thự dùng làm nơi làm việc và chỗ ở cho thống đốc Nam Kỳ tại trung tâm Sài Gòn, lấy tên là Norodom, tên một vương triều Campuchia. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết. Đại diện phía quốc gia Việt Nam tiếp nhận dinh Norodom. Sau đó không lâu, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp quản và sử dụng cơ ngơi này làm dinh tổng thống. Năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống. Ông quyết định đổi tên dinh Norodom thành dinh độc lập. Theo thuật phong thủy, dinh được đặt ở vị trí đầu rồng, nên dinh này cũng được gọi là phủ đầu rồng. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, phe đảo chính đã cử hai viên phi công quân đội Sài Gòn là Nguyễn Văn Cừ và Phạm Phú Quốc lái hai máy bay AD-6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đạt giải Khôi Nguyên La Mã. Công trình được khởi công ngày 1 tháng 7 năm 1962 đến ngày 31 tháng 10 năm 1966 mới làm lễ khánh thành. Hai nguyên thủ quốc gia các ban khánh thành là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc bấy giờ là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Thuyết trình tại buổi lễ khánh thành, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cho biết. Được giao cái dinh độc lập mà tôi muốn làm cho nó có một cái ý nghĩa mà ông cha ta dạy đó, thì tôi phải làm theo cái lối mà các cái đường nét kiến trúc nó diễn tả ra được cái hữu tam đó, chữ tam đó, mà sổ một sổ nhựa thì thành chữ vương. Cái vương đây là vương đạo, tất nhiên là cái đó là có nhân nghĩa lệ trí tín và có cái hiếu đệ lệ nghĩa. Dinh độc lập rộng 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng cho máy bay trực thăng. Hơn 100 căn phòng của dinh được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng. Bao gồm các phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của tổng thống và phó tổng thống, phòng trình quỹ nhiệm thư, phòng đại yến, vân vân. Dinh độc lập cao 26 m. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam, có chi phí xây dựng lên đến 150.000 lượng vàng. Công trình này được coi là chứng tích lịch sử, luôn gắn liền với các sự kiện quan trọng của các thể chế chính trị khác nhau.